hoàng nguyên một bộ này và mình sẽ không một bất ngờ dành cho mọi người. Đi thôi, đi. Mùa dịch này không có tiền để ăn hay là mình sẽ phải đi mua ốc ăn mọi người ạ. Bắt đầu từ đâu đấy? Không biết. Ốc bé à? Đây ạ? Ừ. Nên đây chính là mình sẽ mua ốc ở đây mọi người để ăn. Nên mình hết lương thực rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ phải đi mua ốc để ăn chống qua mùa dịch. Ở đây ạ. Cháu cao ủng lên. Chị ơi, đây là ốc gì đấy hả chị? Chiều phải lên chứ. Ủa cái gì? Hả? Có rắn thật á? Đâu đâu? Đùa đi mà. Ui cái gì? Hay nghiện dạ rắn. Rắn ở đấy bà nghe bà đánh đi. Ơ cái gì? Có đó ốc cái gì? Yêu mẹ rồi. Đục hết nước thì làm sao mà nhìn thấy được? Cái đất này nhà chị luôn rồi. Mẹ ơi! Làm ốc biêu ăn. Ừ ốc biêu ăn đi. Không tìm thấy ốc ta thì ăn ốc biêu thôi. Có gì ăn đấy giờ còn lương thực đâu mà ăn. Ai tay luôn. Chỗ này nó thụt lắm. Chạy đi. Nằm bà đi đâu ấy? Mở mấy hôm mà quen ấy mà. Ê có ốc ta chưa hả? Ốc tao đi. Ốc ta đây. Tôi sẽ nhanh lên. Mục tiêu hôm nay là phải 5 cân ốc ấy. Bài ơi tí tí lên tầng nhà Ngọc đi. Nóng quá. Dơ lên. Kia kìa, kia kìa. Đây nè, ba con. Không bắt trèo cây làm gì? Tao bỏ cô mà. Ba con đấy. Nhưng tao thấy ông bà bổ. Ở gì? Bổ ba nè, đây nè, Ninh nghe. Bổ hả? Mình. Đây nè. Đâu? Đây một con này. Kia kìa. Đây. Ê, ê. Con đấy. Này. Con này. Ôn này vết, cô quay lại luôn. Điều. Nhìn vào ốc ra đúng chưa? Ui. Đấy vậy. Nhưng mà nhà mày có biết làm ốc không mày không? Không biết. Ây sai đây. Ấy đi cho thao đi, à. Cầm cao thao ra. Đi đâu cầm thao lên đây. Trời ơi này. Con ngố này. Sao cứ để lên bờ cho cô. Đây để trên kia. Cúp ra anh em nha. Đổ hết á. Ngáo đã. Nhà cháu ao cháu cua cua. Ừ. Có hai con nữa. Ba cái con gì nó cứ sật sật đấy. Dạ. Dạ hết không ạ. Cô họ đâu mà chị? Đó, anh đó là anh của Ngọc đó.
Tấm đi bắt ốc bao nhiêu hỗ trợ? Sao? Mày hỗ trợ. Đây này. Linh ơi Linh. Xin giới thiệu mọi người, đây là hỗ trợ viên của mình. Nhưng mà hỗ trợ viên trên tóc phong lá cây. Thế rồi. Ôi. Con này sao không bắt được? Bé mà. Cô lòng ăn cứ vui để cho cây tưới. Lại còn nghịch nữa. Con oxy này. Sao lại gọi là con oxy? Cô xin gái quá. Cô xin gái quá. Quá hết nhờ. Nào, khoe thành tích đi. Mình xin giới thiệu mình là Linh Tấm. Linh Tấm. Phải gọi là Tấm Linh nhé. Tấm Linh. Tấm Linh. Đây là idol nhí của Linh này. Đây là idol nhí. Hello các bạn. Hello là cái gì? Nói lại. Hello. Hello các bạn, mình đang đi bắt ốc. Vui không Linh? Cần đấy. Ấy. Cần đất ý. Cô Linh ơi, ở chỗ này toàn đá. Cô Linh ơi, bùn nhiều quá mà nó không có ốc. Ôi, ở kia có con. Ê Linh ơi, ra kia đi Linh. Đâu? Ở đây có ra con kia. Đâu? Ở gần chỗ phía lá. Chắc có. Ở đây chắc. Dạ, ở đây ít hơn. Bắt được nhiều rồi anh ạ. Chị bắt ốc. Đến đi bảo đi cô tìm à. Đi cô đi xe đi dọc dọc chỗ đây cô sẽ tìm. Ê ui. Nhiều không? Bắt được hết cả thau rồi. Ây ôi. Ai xì. Nhiều lắm không? Nhiều vãi. Ôi. Ủa. Sao nó chốt thế? Chết rồi. Bị thụ chân hôm nay rồi. Thôi thôi đi lên đi em ơi. À cháu ơi. Mà chả biết ai ấy. Suốt ngày quen với chúng ta. Ôi cá. Ui cá. Được con nào. Ui đây cá nó huy nhé. Ôi cái cá được. Thôi cô chịu không bắt được cá. Bắt cá hai tay. Phải bố cô đi đuổi cá dọc ao thôi. Ôi ở đây đứng được này. Nhí ủng hộ mình đi. Cảm ơn các idol. Này đúng xanh đỏ vàng này. Hả? Xanh đỏ vàng luôn. Voilà. Đèn giao thông. Ba màu đèn giao thông luôn. Đi ra. Ê Linh ơi sang nhỉ, sang ao này bắt này. À. Ui, chết rồi, bị thụt rồi. Con trái rồi. Nói với mọi người cái gì đi. Ôi mệt quá. Bắt hơn tiếng đồng hồ mọi người, được con trái thôi. Hay là đổ vội lên bờ xong rồi là đi bắt đi. Đây là lần đầu tiên mình đi bắt ốc mọi người ạ. Bây giờ mình muốn thử cảm giác lần đầu tiên đi bắt ốc. Ôi mấy quả luôn. Ổi nè. Hay đi lấy ổi nhá. Ừ ra kia lấy ổi đi. Lấy ổi đi. Nhà không có ổi. Mà những cái kia là cái gì mà không có ổi. Ngọc có cho chị cô Linh không? Quay quay cô lấy cho. Qua nổi không để cô lấy cho. Cô không đi ăn ổi. Đây là cái ổi dưới tay. Cái mày đang bể qua tao. Bỏ tay em đi. Mình kéo lên không mà. Ao mẹ ơi. Nó kéo tao đấy. Ôi. Thật ngã số đấy sâu đấy nhá. Ngọc cao kiều. Mẹ bạn về rồi.
Ở đây có bù nẹt mới sâu ấy. Đi về đây đi. Bên này đi nghe, chỗ này cho mắt nè. Ninh hình như còn bé chơi trẻ con đúng không? Tao giờ trẻ con đi chơi mày. Thế là mới chửi khác nhau gì ấy hả? Hả? À, Ngọc. Ok mọi người, mình đã bắt được rất là nhiều ốc rồi mọi người. Đấy, cùng đám tiểu yêu. Còn mình thì tên là Ngọc. Chủ nhà nhưng mà chủ nhà nhà rất là Ngọc. Mình tên là Lứa Hứa.